đến phần thuyết giảng giáo lý đợt 1. Kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo kính mến, Đức Phật xưa Ngài còn trụ thế, Ngài có dạy các môn nhân đệ tử như thế này: các con muốn đền ơn ta ư, thì giáo pháp của ta đó, các con cố mà học đi, gán mà hành đi, quyết mà truyền đi, bao nhiêu sự cúng dường chư Phật không bằng đem giáo pháp của ta ra mà truyền bá. Và hôm nay Đức Thầy của chúng ta Ngài còn có dạy là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, để hiểu rõ về bốn câu giảng của Đức Thầy đã viết trong bài Diễn Làng Mỹ Hội Đông mà Đức Thầy đã viết ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1940. Bốn câu giảng như sau: tịnh tâm mượn lấy thi ca, giác dân hướng thiện, chánh tà phân minh, gàn lòng giữ dạ sắc đinh, đừng khoai, đừng lợi thân mình thảnh thơi. Phần này chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu giáo lý viên Phạm Trung Cang, là giáo lý viên của Ban Phổ Truyền Giáo lý Trung ương, đến đây để làm rõ về bốn câu giảng như trên. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, đại diện chính quyền địa phương, mặt trận các cấp, kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa giáo lý viên Nguyễn Thị Nga, giáo lý viên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đồng trở về đây tham dự, kính thưa ông Hồ Văn Mốt, Trị sự viên xã Phước Thọ, cũng là trưởng ban tổ chức, cũng là phó ban quản tự Tam Hòa Tự, kính thưa ông Lâm Quang Thứ là trụ trì Tam Hòa Tự, kính thưa các vị là trưởng ban, phó trưởng ban, là trị sự viên xã, phường, thị trấn, cơ sở trở về để tham dự, kính thưa các bậc lão thành, các hàng trí thức, kính thưa các vị chân tu tâm đạo, các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ từ thiện nhân đạo, cùng toàn thể quý ông bà cô bác và anh chị em đồng đạo xa gần kính mến. Thưa quý vị, thật là một niềm hạnh hỷ lớn lao cho tôi và giáo lý viên Phan Chí Tâm nhận được lời mời của ban tổ chức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ. Hôm nay tại diễn đàn này, tại hội trường của Tam Hòa Tự, tôi và giáo viên Phan Chí Tâm sẽ được gặp gỡ tâm tình cùng toàn thể quý vị trong buổi sáng hôm nay. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể quý ông bà cô bác và anh chị em ở đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chào mừng quý kính và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, để tranh thủ thời gian, chúng tôi đi vào nội dung chương trình của buổi thuyết giảng hôm nay, thì tôi sẽ gặp gỡ tâm tình cùng toàn thể quý vị qua bốn cái câu giảng mà vừa qua người dẫn chương trình vừa nêu lên, đó là tĩnh tâm mượn lấy thi ca, giác chân hướng thiện, chánh tà phân minh, rèn lòng giữ dạ sắc đinh, đừng phai, đừng lợt thân mình thảnh thơi. Thì bốn cái câu giảng này chúng tôi được trích rút ra trong bài Diễn Làng Mỹ Hội Đông mà được Đức Thầy chúng ta sáng tác vào ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940. Thì thưa quý đồng đạo kính mến, thì với bốn cái câu giảng này thì tôi nghĩ rằng với cái thánh lý Phật pháp thì rất là uyên thâm, mà phàm tâm thì nan cắt, không thể nào mà chúng ta đem cái tâm phàm mà lường hết được cái ý của Phật thánh. Cho nên trong chỗ trình bày thì không làm sao tránh khỏi những thiếu sót và không làm sao thẩm thấu được những cái ý nghĩa quan trọng mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta. Cho nên trong chỗ trình bày nếu có điều chi sơ sót thì ngưỡng mong các bậc cao minh cao đời Đức Thầy như toàn thể quý đồng đạo quan hỷ bổ chính chỉ giáo, những gì còn thiếu sót thì chúng tôi xin chân thành đa tạ và tri ân cùng toàn thể quý đồng đạo. Giờ đây để đi vào nội dung của bốn cái câu giảng mà Đức Thầy dạy chúng ta, đó là tĩnh tâm mượn lấy thi ca, giác chân hướng thiện, chánh tà phân minh, rèn lòng giữ dạ sắc đinh, đừng phai, đừng lợt thân mình thảnh thơi. Như vậy thì tĩnh tâm
là nghĩa như thế nào? Thưa quý đồng đạo, từ tĩnh tâm, nếu mà chúng ta lấy cái từ ngữ này mà chúng ta đem từ điển ra để mà mình tra đó, thì chúng ta phải dựa trên cái cơ sở đó là Đức Thầy viết cái từ tĩnh tâm này trong một cái hoàn cảnh nào, trong một cái bối cảnh như thế nào, chúng ta mới hiểu được cái nghĩa của nó. Chứ không phải là mỗi từ ngữ, mỗi cái câu, mỗi từ chúng ta đều đem cái từ điển ra mà chúng ta tra mà nó đúng cái nghĩa hết. Bởi vì giáo lý Đức Thầy là cái nghĩa của nó là cái nghĩa sống, mà từ điển là cái nghĩa chết. Cho nên chúng ta phải nói là dựa theo cái ý của bài, dựa theo cái bối cảnh, hoàn cảnh lịch sử như thế nào, chúng ta mới hiểu được cái nghĩa của nó. Như vậy thì cái từ tĩnh tâm ở đây đó, tức là tĩnh tâm này chỉ cho Đức Thầy chúng ta. Nhưng mà có chỗ khác Đức Thầy cũng dùng cái từ tĩnh tâm, nhưng mà cái nghĩa nó khác với đồng đạo à. Ví dụ như Đức Thầy dùng cái từ tĩnh tâm trong cái bài tự tháng, Đức Thầy cho biết là gì? Từ mang một tấm máu già, mùi thiền đã thấm mơn nhà lộc khoai đó, dài dài tới cái chỗ là trong ngày chư quốc chư hầu tĩnh tâm, đừng gây chinh chiến ù ầm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật tiên. Thì cái từ tĩnh tâm ở đây đó, cái nghĩa nó khác, nó khác hơn cái nghĩa tĩnh tâm chỗ hồi nãy. Bởi vì cái nghĩa tĩnh tâm chỗ này đó là trong ngày chư quốc chư hầu tĩnh tâm, tức là Đức Thầy kêu gọi các nước lăng bang, các nước chư bang đừng nên gây hấn với nhau, mà hãy làm sao đem lại cái cuộc hòa bình cho thế giới, đem lại cái sự hạnh phúc cho nhân loại. Đây là cái sự kêu gọi của Đức Thầy để làm sao các nước nên đó là dừng cái cuộc gây hấn với nhau, dừng cái cuộc xung đột với nhau. Cho nên trong ngày chư quốc chư hầu tĩnh tâm là chỗ này, tức là cái tĩnh tâm chỗ này là đừng nên gây hấn, đừng nên xung đột với nhau, mà hãy bình tĩnh. Cái nghĩa của nó là như vậy. Cái chỗ khác Đức Thầy cũng nói tĩnh tâm nữa đây. Tĩnh tâm đốt nén tâm hương, nguyện rằng đệ tử một đường lo tu. Cái tĩnh tâm này cái nghĩa nó là khác nữa quý đồng đạo. Tĩnh tâm đốt nén tâm hương ở đây là tĩnh tâm là chỉ cho cái sự sám hối của chúng sanh, chỉ cho cái sự sám hối của mình quý đồng đạo à. Cho nên cái chỗ tĩnh tâm này là chỉ cho cái sự sám hối của mình, ăn năn. Trước kia mình chưa gặp được Phật pháp, chưa giác ngộ, mình còn làm quấy, mình còn làm ác. Hôm nay mình gặp được giáo lý nhà Phật, chúng ta giác ngộ, mình quy đạo Phật, chúng ta ăn năn sám hối cái những cái việc làm vừa qua. Cho nên hôm nay tĩnh tâm đốt nén tâm hương là nguyện đối với Tam Bảo Phật Đài rằng hôm nay mình tĩnh tâm giác ngộ, mình không còn làm quấy, không còn làm ác nữa. Cho nên gọi là tĩnh tâm đốt nén tâm hương, nguyện rằng đệ tử một đường lo tu. Vì cái nghĩa tĩnh tâm chỗ này là cái nghĩa tĩnh tâm của sám hối. Cho nên cái từ tĩnh tâm mặc dù là chúng ta đọc lên thì mình hiểu được một phần nào trong cái lời giải Đức Thầy, nhưng mà tùy theo chỗ, tùy theo nơi mà chúng ta hiểu. Như vậy thưa quý đồng đạo, cái chỗ mà tĩnh tâm mượn lấy thi ca ở đây đó là chỉ cho Đức Thầy chúng ta là một đấng đại giác ngộ. Cho nên chỗ này Ngài mới áp dụng là tĩnh tâm. Bởi vì chữ tĩnh là xét biết. À, tức là tỉnh là xét biết, là sáng suốt hoàn toàn. Như vậy thì đây là muốn nói là chỉ cho cái sự giác ngộ, xét biết sáng suốt hoàn toàn của một đấng đại giác ngộ. Ngài biết rõ từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Do vì vậy mà hôm nay Đức Thầy chúng ta Ngài tĩnh tâm, tức là Ngài là một vị Phật đó quý đồng đạo à. Vì vậy mà chúng ta đọc trong cái lời giải của Đức Thầy gọi là Phật là gì đó, thì Đức Thầy dạy đó là Phật là giác giả, là tỉnh giả. Như vậy thì chúng ta có thể đọc ngược lại, Phật là giác giả là tỉnh giả là gì? Phật là giác vậy là tỉnh vậy, thì mình đọc có thể đọc ngược lại, Phật là tỉnh vậy là giác vậy là Phật vậy. Như vậy thì cái chữ tỉnh ở đây nó đồng nghĩa với chữ Phật, mà chữ tỉnh ở đây nó cũng đồng nghĩa với chữ giác. Cho nên tỉnh ở chỗ này là tỉnh là đồng nghĩa chữ giác, mà tỉnh chỗ này là đồng nghĩa với cái chữ Phật. Cho nên tĩnh tâm chỗ này là chỉ cho Đức Thầy chúng ta. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy chúng ta tĩnh tâm, mà tĩnh tâm để làm gì quý đồng đạo? Đã là một cái vật tĩnh tâm giác ngộ sáng suốt hoàn toàn rồi, nhưng mà vì lòng từ bi thương chúng sanh, không nỡ ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần chịu cảnh chê khen, là bởi vì lòng từ ái cứu chan,
thương bách tính tới hồi tai họa. Vì hôm nay Đức Thầy tĩnh tâm, nhưng mà vì lòng từ bi mà trở lại đây Đức Quý Đồng Đạo à. Cho nên mới là mượn lấy thi ca. Như vậy muốn nói rằng là Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật từ chân trời cực lạc, mà vì lòng từ bi thương chúng sanh mà ngày hôm nay trở lại đây để mượn lấy thi ca. Chứ không phải là, không phải là Đức Thầy chúng ta ngài trở lại đây bằng cách là đi chơi, bằng cách là đi du lịch, bằng cách là đi du ngoạn, mà vì lòng từ bi, vì thương chúng sanh. Chứ còn cảnh tiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên, còn xuống phàm trần, là bởi vì sao? Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thần lao khổ. Là vì thương chúng sanh mà Đức Thầy ngài mới trở lại đây. Cho nên trong lời chú Lăng Nghiêm có nói đó: Như Lai giả dĩ tiên chứng nhập diệu giác quả hải, đáng bất xả chúng sanh, đáo giá tùy hàng, nghịch lưu chi sức. Nghĩa là Như Lai là bậc đã là chứng vào cái quả diệu giác rồi, tức là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà vì lòng từ bi thương chúng sanh cho nên gọi là đáng bất xả, là vì lòng từ bi mà phải đáo giá tùy hàng, là phải cởi ngựa chèo thuyền, nghịch lưu chi sức, là ngược dòng trở lại đây. Cho nên Đức Thầy chúng ta vì lòng từ bi mà ngài phải cởi ngựa, ngài phải chèo thuyền. Cởi ngựa chỗ nào đâu quý đồng đạo? Dục gió cu nhiều nỗi thảm thê, dạy sanh chúng cho rồi mới gánh, đó là cởi ngựa đó. Còn thuyền từ bi thẳng cánh lướt sang, qua đông độ giúp người hữu đức, đó là chèo thuyền. Như vậy Đức Thầy chúng ta ngài cởi ngựa, ngài chèo thuyền để trở lại cái quả ta bà này. Bởi vì thấy biển khổ đau an lòng đặng, xong thuyền ra cứu vớt sanh linh, miễn cho bá tánh dạng mình hết cơn bệnh tật, hết tinh đạo tà. Như vậy Đức Thầy chúng ta về lòng từ bi mà ngài phải trở lại đây, cho nên về vậy mà tĩnh tâm mượn lấy thi ca. Vì thì mượn ở đây tức là thứ nhất đó là mượn, muốn mượn thi ca thì phải mượn xác, mượn xác nó mượn thi ca được. Cho nên muốn nói là Đức Thầy chúng ta ngài mượn xác, đó là chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thằng hạ bút, hay là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi hà, tạo sát quỳnh thanh danh sắc vẻ, chờ thờ thiên định thiết hùng ca. Như vậy Đức Thầy chúng ta ngài mượn cái xác con của Đức Công Đức Bà để trở lại đây. Cho nên chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm nè, cho nên xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn xóm làng cứ ghét liên tục đi khùng. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta ngài trở lại, tức là mượn cái xác con Đức Ông Đức Bà để trở lại năm kỷ mão là năm 1939. Đức Thầy chúng ta ngày ra đời khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, mở ra cái kỷ nguyên giáo dân hướng thiện này. Như vậy thì sau khi mượn xác con Đức Ông Đức Bà rồi đó, thì Đức Thầy ngày mới sao? Mới dùng phương tiện tam độ nhất như để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên tĩnh tâm, vì vậy mà ngài phải dùng cái phương tiện tam độ nhất như, đó là trị bệnh, đó là thuyết pháp, và đồng thời bên cạnh đó nhằm để rộng độ tất cả chúng sanh, thì ngài phải làm sao? Phải sáng tác kinh giảng độ đời. Bởi vì chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tấu trần tâm ý người xưa, chữ thầm thầm trong kinh Phật giáo. Như vậy Đức Thầy chúng ta ngài phải là muốn rộng độ chúng sanh thì ngài phải sáng tác kinh giảng, cho nên mới gọi là mượn lấy thi ca. Nhưng mà cái từ mượn lấy thi ca đó quý đồng đạo, Đức Thầy chúng ta phải nói là độc đáo vô cùng, khéo léo vô cùng. Bởi vì một vị Phật trở lại đây, cho nên ngài vận dụng phải nói là từng cái câu, từng chữ, từng lời nó rất là ý nghĩa, nó rất là sâu sắc vô cùng quý đồng đạo à. Tại sao Đức Thầy dùng cái danh từ mượn? Bởi vì muốn nói rằng giáo lý nhà Phật, giáo lý Đức Thầy hôm nay, đó là cái phương tiện của đồng đạo à. Cho nên ngài mới dùng cái từ mượn, mượn là phương tiện mà thôi. Chẳng khác nào giáo lý nhà Phật, giáo lý Đức Thầy, chẳng khác nào như cái ngón tay mà chỉ cái mặt trăng. Chúng ta nhờ cái ngón tay này nè quý đồng đạo à, mà nương vào mới thấy được mặt trăng nha. Còn nếu không có ngón tay này thì sao? Chúng ta đứng ngón... Vì vậy mà không bao giờ thấy được mặt trăng đâu. Muốn nói là giáo lý là ngón tay, nhờ nương vào ngón tay này mà chúng ta thấy được mặt trăng, thấy được ánh sáng. Còn nếu không có ngón tay này thì chúng ta nhìn đông nhìn tay ở phía dưới này không à, không có nhìn lên, cho nên không thấy được cái ánh sáng của Phật pháp. Nhờ giáo lý mà chúng ta mới sao, mới thấy được
đâu là chánh, đâu là tà, đâu là trơn, đâu là giọng, đâu là thiện, đâu là ác đây. Cho nên vì vậy mà muốn nói rằng là mượn lấy vi ca, đó là mượn cái phương tiện, nhờ có giáo lý mà chúng ta mới nhận thức được qua cái lời Phật dạy, để chúng ta ứng dụng tu tập, để chúng ta sao đạt được cái kết quả đó là gì? Chuyển từ phàm phu mà thành Phật thánh, từ một cái chúng sanh mà giác ngộ, để không còn sanh tử luân hồi, để được giải thoát hoàn toàn. Cho nên mới nói là mượn lấy thi ca, đó là lấy giáo lý làm phương tiện, làm cái phương châm. Nhờ có giáo lý này mà chúng ta mới sao, mới nhận thức được, giác ngộ, mới tu tập, mới giải thoát được. Như nhờ có ngón tay này mà chúng ta thấy được mặt trăng, thì nhờ có giáo lý mà chúng ta thấy được Phật tâm của mình, thấy được Phật tánh của mình. Nếu không nương vào giáo lý thì thấy đâu, lấy đâu chúng ta khai thác được ông Phật tâm, Phật tánh của mình. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ độc đáo vô cùng. Vì vậy mà Đức Thầy Ngài mới nói sao? Bóng trăng cậy đỡ ban đêm, trầu ăn nhã bả lại tim mờ hoài, khùng ngồi nói chuyện quá dài, vì lòng bác ái nó hoài không thôi. Vì cái lòng từ bi thương chúng sanh mà còn nó hoài. Nhưng mà bóng trăng cậy đỡ ban đêm là sao? Bởi vì ban đêm tối thì phải nhờ có trăng. Chúng sanh mê thì nhờ có gì? Nhờ có giáo lý, nhờ có giáo pháp nhà Phật để khai thông, để mà làm sao để cho chúng sanh không còn mê man, không còn đi vào trong cái đêm tối vô minh khổ đau nữa. Cho nên muốn nói rằng ban đêm thì nhờ có trăng, mà chúng sanh mê, chúng sanh bị vô minh thì nhờ giáo lý để mà chi? Để mà dẹp phá cái mạng vô minh này thì nhờ có giáo lý. Như vậy thì muốn nói rằng hôm nay Đức Thầy tĩnh tâm, Ngài đã thấy được chúng sanh đang lặn hợp trong cái biển mê sông khổ này, đang khổ quá rồi. Thấy biển khổ đâu an lòng đặng nè. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Tức là mình không nhận thức được, không thấy được cái cõi đời này là đau khổ. Cho nên vì vậy Đức Thầy đem giáo lý để đánh vào tâm mê của mình, để làm sao chúng ta thấy được cái cõi đời này nó khổ đau. À, như vậy thì đây là Đức Thầy mượn cái phương tiện, cho nên tĩnh tâm mượn lấy thi ca. Như vậy thi ca ở đây muốn nói là thi ca là cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ này đây quý vị, là thi ca đây. Tức là cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ đây là thi ca đây. À, như vậy thì hôm nay Đức Thầy tĩnh tâm, Ngài mượn lấy thi ca. Thi ca tức là viết theo cái lối văn dần. Ngày xưa Ngài Quyền Giác Đại Sư sau khi chứng đạo thì ông cũng thủ bút để sáng tác 274 câu để nói lên cái sự chứng đắc của mình, để thể hiện qua sự chứng đắc của mình, và đồng thời để giáo dục con người lúc bấy giờ. Và Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ sau khi Ngài chứng đắc, Ngài cũng viết lên gọi là Phật Tâm Ca 28 câu để nói lên sự chứng đắc của mình. Hôm nay Đức Thầy chúng ta là một đấng đại giác ngộ, là một vị cổ Phật trở lại đây, Ngài cũng mượn lấy thi ca. Và Đức Thầy chúng ta mượn lấy thi ca thì Ngài sáng tác cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý khoảng trên dưới là 500 trang. Vậy đây là muốn nói là mượn lấy thi ca là cái toàn bộ nội hàm của hệ thống giáo lý Phật giáo hảo, đó là thi ca. Bởi vì sao? Bởi vì phần lớn giáo lý Phật giáo hảo là gì? Thuộc về cái thể loại văn dần, phần lớn chiếm là 63% là văn dần, còn là 35% là văn tản mà thôi. Bởi vì Đức Thầy biết căn cơ trình độ chúng sanh, cho nên Ngài sáng tác bằng cái lời văn dần đây chi? Để cho mình dễ tiếp thu, dễ học, dễ đọc, dễ thuộc và dễ hiểu. Do đó mà Đức Thầy sáng tác phần lớn là cái lối văn dần. Và đồng thời đồng đạo chúng ta có thể nhắc nhở qua lại với nhau bằng cái lối văn dần đó. Nó nghe nó rất là hay. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà đọc lên rồi đó, cái giọng đọc nó trầm bổng, nó du dương, nó dễ gót vào tâm con người. Cho nên cái lối Đức Thầy để nhằm mục đích làm sao để những cái lời lẽ, những chân lý, những lời châu ngọc Đức Thầy làm sao để gót được vào lòng con người. Khi mình đọc văn tản nó lâu thuộc lắm quý đồng đạo, mà chúng ta đọc văn dần nó mau thuộc lắm. Tôi nói là tôi cái quyển năm đó chính tôi chỉ nghe không à, ôn lại là thuộc thôi, chứ thực chất là chưa có cầm lên mà đọc. Nhưng mà đặc biệt là cái quyển nhất đó, là chúng tôi đọc xuyên suốt như vậy là 20 ngày đó, là ở tại chỗ không có đi làm gì hết nha. Lúc đó mình rảnh rang hơn bây giờ, cho nên ở tại chỗ là đọc xuyên suốt, chỉ ăn cơm rồi đó là buông ra rồi đọc sách, rồi cúng lại ăn cơm đọc sách, mà đọc 20 ngày cái tác phẩm duy nhất đó, mới thuộc. Nhưng mà nói thuộc như vậy đó quý đồng đạo à,
Nhưng mà nếu không ôn lại đó là chưa chắc là thuộc đâu. Mà thuộc ở đây là gì? Có thể đọc 8 câu, người khác đọc tiếp 8 câu, mình đọc tiếp 8 câu thì được. Chứ nguyện mình nên mình mà đọc nguyên một cái gót ra thì coi chừng là nó cũng lộn nữa. Như vậy thì có thể nói rằng đó là chúng ta ý là cái lối dân dằn mà chúng ta đọc còn khó thuộc. Ê, chứ đừng nói chỉ là dân xuôi. Cho nên mục đích Đức Thầy làm sao để chúng ta dễ thuộc, dễ hiểu. Vì vậy mà Đức Thầy sáng tác phần lớn là dân dằn. Và đồng thời quý vị biết là chỉ có Đạo Phật Giáo Hòa Hảo mới có ngâm nga giảng nha quý vị, mới ngâm nga giáo lý. Còn lại các tôn giáo khác là không có đọc sấm giảng. Các quý vị, không có đọc ngâm nga như mình. Hôm nay Đạo Phật Giáo Hòa Hảo mình đó là có chương trình đọc giảng, chúng ta có thể đọc ngâm nga. Mà đồng đạo mình thường mình đến những cái hội trường, những cái nơi mà ban trị sự tổ chức đó, quý vị có khi nào quý vị lên quý vị đọc văn tản không? Ít lắm. Chúng ta đọc văn vàng là nhiều, chỉ có chương trình, ví dụ chương trình chúng ta mới đọc văn tản mà thôi. Còn phần lớn là đồng đạo chúng ta đến đọc giảng là gì? Đọc văn vàng là nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thầy dụng phương tiện để giúp làm sao cho tôi và đồng đạo mình dễ học, dễ thuộc, dễ hiểu. Mà thuộc để làm gì? Hiểu để làm gì? Xin thưa, không phải là chúng ta học giáo lý Đức Thầy thuộc cho nhiều. Nói tôi là thuộc hết cái cuốn sấm giảng thời gian giáo lý rồi nha, thuộc lào lào nha. Hay là tôi là hiểu được giáo lý Đức Thầy rất là nhiều này nha. Nhưng mà xin thưa, thuộc hiểu đó để làm gì? Để chúng ta ứng dụng trì hành. Chứ không phải là mình học cho thuộc rồi hiểu cho nhiều rồi mình để đi tới đồng đạo này, đi tới đồng đạo kia là mình cho rằng là tôi là người hiểu giáo lý sâu sắc, tôi là người học thuộc giáo lý nhiều để cho ta khen mình, không phải giữ đồng đạo không? Hay là chúng ta đọc giảng cũng vậy. Mục đích mình đọc giảng là để chi? Để chúng ta đọc giọng trầm bổng du dương đó, nghe nó thanh thao, nó dễ gót vào lòng con người. Nhưng mà không phải là đây là cái mục đích của mình. Mà mục đích của mình là sao? Phải đọc, phải hiểu nghĩa, ngâm nga phải hiểu nghĩa đáng kim ngà. Mà hiểu nghĩa rồi để làm gì? Để chúng ta ứng dụng trì hành. Cho nên cái cốt lõi quan trọng là gì? Học, đọc giáo lý để chúng ta lấy đó áp dụng cho mình, tu tập cho mình, quý đồng đạo à. Chứ không phải là chúng ta hiểu giáo lý rồi đó, rồi á mình đi tới đâu rồi đó mình đánh giá coi cái người này có tu sao, tu có đúng giáo lý Đức Thầy không, người này tu yếu, người kia tu hay, người nọ tu cao, người kia tu thấp. Mình đến đó mình chê mình khen thì cái điều này nó không đúng với đồng đạo à. Cho nên cái người mà tu tập thì sao? Học đọc giáo lý để soi gọi lại chính mình. Mà Đức Thầy dạy là sao? Hồi nãy quý đồng đạo mình ban tổ chức sắp xếp một đồng đạo mình lên đọc lại cái bài lời khuyên bổn đạo đó. Cái lời dẫn nhập đầu tiên Đức Thầy dạy sao quý vị? Khi đã coi giảng thì sao? Coi giảng để làm gì? Để xét ai? Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ. Vì mục đích học giáo lý, mục đích thuộc giáo lý, mục đích hiểu giáo lý là để chúng ta soi gọi là mình. Phải xét mình quý đồng đạo à. Cho nên vậy Đức Thầy dạy là ai ai hãy ráng xét mình. Nếu còn tánh xấu thì sao? Để ý hay sao? Thì rinh ra ngoài. Đức Thầy dạy mình phải rinh ra ngoài chứ không có để ý đâu à. Nhưng mà thông thường quý đồng đạo à, có đôi khi mình biết mình xấu đó mà nhiều khi làm sao không rinh mà còn sao nữa vậy, còn che còn đậy lên nữa. Ai mà biết được cái xấu của mình đó là ta nói ra là mình còn phiền não, còn giận, còn hờn nữa, che đậy lại không cho ai biết. Xin thưa quý đồng đạo, nếu mình là người giác ngộ tu tập thì sao? Chúng ta nên làm sao thấy được cái xấu của mình để mình loại trừ thì lần lần chúng ta mới có thể tiến bộ được. Còn nếu không thì sao? Coi chừng mình tu mấy chục năm mà vẫn dậm chân tại chỗ, không có bước đi một bước nào hết. Vì vậy thì cái quá trình tu tập của mình đó, coi chừng là sao? Chúng ta tu đó càng ngày đó thì sao? Càng dễ thương, càng được mọi người quý mến, càng được mọi người gần gũi. Còn mình tu sao mà càng ngày ta gặp mình ta bét 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 bét, ta né là coi chừng mình tu không có chúng pháp rồi. Phải không quý vị? Cho nên mình tu sao mà càng ngày càng thấy dễ thương là tu chúng pháp rồi đó. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Phải ứng dụng, phải trong cái quá trình để hiểu giáo lý để mình trao sửa lấy mình. Chứ không nên đi trao sửa đồng đạo. Còn nhiều khi chúng ta tu mà có đôi khi mình cứ lo cho đồng đạo quá, mình từ bi quá, phải không? Cho nên mình tu dùm cho đồng đạo cơ mà quên tu cho mình. Vì vậy mà thấy đồng đạo nào mà tu dở, tu yếu, tu sai, hằng ngày mình có thể mình đến mình nói này kia nọ, nhưng mà có khi đến dẫn đến cái chỗ là xích mích với nhau, phiền não với nhau, mà mình vẫn nói, có khi mình khuyên người ta tu đó mà mình đem cái phiền não cho mình, đồng đạo à. Nhiều khi mình lỗ lắm dữ lắm mà mình không có hay, phải không quý vị? Cho nên coi chừng tu lâu mà chúng ta lỗ lã là mình tu cho đồng đạo không à. Vì vậy mà hôm nay mục đích to giống gì mình phải làm sao phải tu cho mình được.
chúng ta mới tiến bộ được. Vì vậy mà hôm nay cháu biết Đức Thầy sẽ lại là tĩnh tâm là lại. Phải ứng dụng, phải thực hiện qua lời dạy đó thì chúng ta mới đạt được cái kết quả. Chứ có đâu quý đồng đạo mình nghĩ coi bệnh mà cứ đó là cứ bệnh mà cứ đọc cái to thuốc hoài hết bệnh không? Hết bệnh không quý vị? Ví dụ như bây giờ mình sốt, đang sốt 40 độ mà cầm cái viên thuốc lên paracetamol hạ sốt giảm đau cứ đọc đi hoài, nó hạ sốt không? Chúng ta phải uống thuốc mới hạ sốt được, phải không quý vị? Thì trong quá trình tu tập của mình cũng vậy, mình phải làm sao, mình phải ứng dụng, phải trì hành, phải làm sao dựa vào cái nền tảng đó là cái cơ sở giáo lý Đức Thầy, để chúng ta nương vào đó để làm sao chúng ta ứng dụng hàng ngày trong cái đời sống thực tế của mình nè quý đồng đạo à. Trong đời sống thực tế của mình hàng ngày nè, mà muốn được như vậy thì làm sao? Chúng ta cần phải tư duy quán chiếu hàng ngày, chúng ta phải sống trong cái tư duy quán chiếu chính bản thân con người của mình. Mình phải soi gọi lại, xem xét lại bản thân mình đó, hàng ngày giao tiếp đi đứng qua lại tới lui trong cái cuộc sống đời thường của mình đó, mình phải soi gọi lại mình à, cái nào chúng ta còn chưa làm được thì phải khắc phục ngay liền, lỡ sơ xúc mình phải tự kiểm điểm lại mình, thì đó là chúng ta tu đó quý đồng đạo à. Chứ đâu có gì đâu có rồi khi chúng ta sơ xúc mà mình bỏ qua hoài, viết nó thành thói quen, cho nên từ đó mà dần dần là cái sự tu tập của mình nó không phát triển được. Do vậy mà chính cái điều đó mà chúng ta đó là trong cái đường tu của mình đó, nó thành cái thói quen, mà cái thói quen theo cái gì? Theo cái tiêu cực. Vì vậy mà lần lần chúng ta tu có đôi khi đó là bỏ đạo thôi tu, rồi có đôi khi đó là mình sa sút tinh thần về cái vấn đề giác ngộ tu tập, là vì chúng ta không quán chiếu lại chính bản thân mình. Còn nếu hàng ngày mà chúng ta có tự soi xét lại mình đó, quán chiếu lại mình đó, đó là chúng ta tu theo cái hướng gọi là gì? Tích cực, để mà chúng ta phát triển bản thân. Như vậy thì thưa quý đồng đạo, Đức Thầy dạy đó là tĩnh tâm mượn lấy thi ca, tức là để lại cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý đó là mục đích để tôi và đồng đạo mình phải làm sao cố gắng học, hiểu và hành để mình đạt được cái kết quả. Còn nếu như mình không học, hiểu thì không thể nào chúng ta biết được đâu là đúng, đâu là sai để chúng ta thực hiện. Mà nếu chúng ta học, hiểu mà biết rồi mà không thực hiện thì không đạt kết quả. Chính vì thế mà quý vị biết rằng khi xưa Ngài Thằng Tú lúc bây giờ ông là thầy giáo thọ, trên là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, dưới là Thằng Tú. Nhưng mà quý vị biết rằng đó là đi tới đâu đại chúng đều mộp lễ ông là gì? Là thầy giáo thọ mà, là quản chúng lúc bây giờ mấy ngàn người. Nhưng mà quý đồng đạo biết rằng đó là nói về Tam Tạng kinh điển của nhà Phật là ông đều lão thông hết. Nhưng mà Thằng Tú có đắc đạo không quý vị? Có đắc đạo không? Xin thưa không có đắc đạo. Là bởi vì sao? Bây giờ ông không có tu tập, không có trao sữa. Vì vậy mà cái hiểu biết nó không phải là cái để cho giúp cho mình đạt được cái kết quả gọi là giải thoát, an lạc được, mà cái trì hành, cái ứng dụng nó mới giúp cho mình. Do đó mà chúng ta hiểu được cái điều này thì làm sao? Chúng ta phải thực hiện. Mà thực hiện thì phải làm sao? Tức là Đức Thầy giải tiếp qua cái câu thứ hai: tĩnh tâm mượn lấy thi ca, mà mục đích sấm giảng giáo lý này đó, nó có cái công năng rất là lớn. Đó là gì? Giác văn hướng thiện, chánh tà phân minh. Vì công năng của giáo lý đó là gì? Là giác văn. Công năng của giáo lý là gì? Hướng thiện. Công năng của giáo lý là chánh tà phân minh. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì giác văn hướng thiện, giác văn là gì? Giác là đánh thức, là giác ngộ mình. Mà văn là chỉ cho tôi và toàn thể đồng đạo đây. Văn tức là chỉ cho toàn thể chúng sinh thì gọi là văn. Đức Thầy dạy ở đây đó là dạy cho tất cả toàn thể chúng sinh trong năm châu thế giới này, chứ không phải dạy riêng cho tín đồ Phật giáo Hảo đâu. Nếu chúng ta xem lại kỹ trong toàn bộ sấm giảng thi văn giáo lý Đức Thầy không dạy riêng cho tín đồ Phật giáo Hảo không đâu, mà còn dạy luôn tất cả chúng sanh luôn quý đồng đạo à. Đầu đầu bá tánh cũng con lành, Thầy dạy cho điều khắp chúng sanh. Đức Thầy có cái sứ mạng để ra đời giáo hóa tất cả nhân loại chúng sanh, chứ không phải là riêng cho cái người tín đồ Phật giáo Hảo không đâu. Cho nên có thể nói chẳng những dạy cho tín đồ Phật giáo Hảo mà dạy luôn cho những tín đồ khác, tôn giáo khác luôn. Bởi vì Đức Thầy chỉ biết là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ là chỉ cho cái hàng xuất gia, cùng các tín đồ. Cùng các tín đồ ở đây là các tín đồ của các tôn giáo luôn, kể cả Phật giáo Hảo và kể cả các tôn giáo khác. Cho nên Đức Thầy có thể nói là một vị Phật mới có cái khẩu khí để mà giáo dục dạy dỗ tất cả chúng sanh được. Cho nên hôm nay chúng ta có thể khẳng định rằng Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, cho nên Ngài mới là có cái
đủ cái điều kiện để đem giáo lý để mà đưa chúng sanh đó là gì? Giác văn, hướng thiện, chánh tà phân minh. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì ở đây muốn nói là giác văn hướng thiện cái đây là gì? Là giúp cho chúng ta quay đầu từ khi con người chúng ta là một con người chưa giác ngộ, chưa hiểu biết về chân lý, về giáo pháp nhà Phật, chúng ta làm những việc quấy, việc ác, làm những việc tội lỗi, gieo những nhân bất lành. Hôm nay nhờ nương vào giáo lý này mà chúng ta quay đầu trở lại, quy Tam Bảo, quy Phật Pháp, quy Đạo Phật. Như vậy thì gọi là giác văn hướng thiện. Bởi vì đạo Phật là đạo, thiện là lành, mà đạo Phật là đạo lành. Ngày nay điên ngõ đạo lành, khắp trong lê thứ biết rành đường tu, phải không? Vì đạo Phật là đạo lành. Như vậy thì giác văn hướng thiện là, đây là muốn nói là kêu gọi tôi và quý vị chúng ta trở về con đường lành, đó là con đường đạo, đó là con đường giác ngộ, vì gọi là đạo lành. À, như vậy thì thưa quý đồng đạo, như vậy giác văn hướng thiện ở đây tức là giác ngộ mình quy đầu Phật Pháp. Nhưng mà ở đây đó Đức Thầy giác mình hướng thiện đó rất là nhiều quý đồng đạo à. Trong toàn bộ sấm giảng thi văn giáo lý Đức Thầy, có thể nói là một quyển, một bài, một câu, một chữ đều là giác văn hướng thiện hết. Nhưng mà ở đây chúng tôi tạm thời đưa ra một vài chỗ mà thôi, chứ không thể nào nói hết được. Bởi vì chỗ nào Đức Thầy cũng là giác văn hướng thiện không à. Nhưng mà chúng tôi tạm thời đưa ra một vài chỗ. Bây giờ Đức Thầy giác văn hướng thiện đây. Con phù du hẳn thò nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù du. Ủa Đức Thầy nói con phù du vô đây để làm chi vậy? Thưa quý đồng đạo, con phù du nó vô đèn thì kệ nó chứ, nó chết thì mặc kệ nó chứ, nó có liên quan gì tới mình? Tại sao Đức Thầy nói con phù du vô đây? Xin thưa quý đồng đạo, Đức Thầy nói con phù du vô đây để là giác văn hướng thiện. Thưa quý vị, bởi vì sao? Bởi vì con phù du, tức là muốn nói là con phù du là cái con thiêu thân, tức là cái con bùa hông rồi cái đó quý vị. Mà quý vị thấy khi ban đêm mà mình đốt đèn đó, nó bay là cái bóng đèn đó. Thì ngày xưa người ta xài cái đèn dầu đó thì sao? Khi mà con phù du nó gặp cái bóng đèn, cái ngọn đèn rồi sao nó lao vô đó, lao vô đó thì nó chết trong đó. Cho nên nhìn đèn nó thấy mồ phù du ở đây là gì? Là tiếng độc chạy ra thấy mồ phù du đó quý ông đạo à. Mà độc chạy ra là mồ phù du. Như vậy thì muốn nói rằng đó là con phù du nó vô trong ngọn đèn nó chết, mà nó vô trong ngọn đèn nó chết thì kệ nó, sao có liên quan tới mình đâu. Nhưng mà xin thưa có liên quan, Đức Thầy mới nói vô quý đồng đạo à. Nhìn đèn nọ thấy mồ phù du, kệ khuyên cằn đã mãn mùa thu, rồi sao nữa? Đeo danh lợi như con vật ấy. Độc đáo vô cùng cái cách tỷ dụ của Đức Thầy để giác ngộ, để đánh thức mình, để giác ngộ mình nè, để giác văn nè, là chỉ cho mình biết rằng nếu mà mình không nhờ Đức Thầy chỉ dạy thì mình đâu có biết là đeo theo danh lợi cảm tình quy quyền phú quý này chẳng khác nào như là con phù du, con thiêu thân lao vô ngọn đèn. Cuối cùng rồi sao? Chúng ta chạy theo danh lợi tiền tài vật chất thế gian rồi chung cuộc chỉ mang câu thất vọng mà thôi. Cuối cùng rồi gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiến đưa một bước. Cuối cùng rồi thì nhắm mắt chỉ nắm hai tay mà thôi. Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi mình sao? Ví dầu lập chữ công danh, dù cho mình có tạo biết bao nhiêu là cái vật chất tiền tài của cái danh lợi tước quyền đi nữa, nhưng mà đến khi rốt cuộc thì sao? Cũng đành thả trôi. Rõ ràng Đức Thầy ý thức để mà giác ngộ cảnh tỉnh mình. À, như vậy thì muốn nói rằng là giác văn hướng thiện là Đức Thầy chỉ cho tôi và đồng đạo thấy rằng à, ngay trong cuộc đời này chúng ta sống ở cái cõi đời này chẳng qua là thân này là thân tứ đại giả hợp của cải thế gian, chẳng qua nó là tạm bợ mà thôi. Cho nên chúng ta lấy nó làm cái phương tiện, lấy cái thân giả hợp này chi? Nếu chúng ta không biết tu tập thì sao? Mình cứ nuôi cho cái giả này, lo cho cái giả này, o bế sửa sang, cưng mày cạo gọt, cưng nó, dưỡng nó, tích trữ cơm tiền cho nó ăn, để dành thuốc thang cho nó uống, xây dựng cửa nhà cho nó ở, kiếm tiền thanh sắc cho nó vui. À, như vậy thì chúng ta lo cho cái giả, mà lấy cái thiệt, tức là toàn tâm toàn ý, đem hết công sức, đem hết tâm ý của mình lo cho cái giả này. Nhưng mà lo cái giả này cuối cùng sao? Lo quyển thân vật chất kém hơn, cuối cùng rồi cái giả này nó tan gã. Mà nó tan gã còn lại cái gì?
còn lại cái tội mình hưởng quý đồng đạo à. Cho nên thầy nói là còn tội chướng thì cái gì chịu? Cái gì chịu quý vị? Linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Chúng ta sống chúng ta cứ lo lấy cái thiệt mà lo cho cái giả, cuối cùng rồi cái giả nó tan rã thì cái thiệt của mình phải chịu luân hồi sanh tử đây. Cho nên hôm nay Đức Thầy khéo léo để mà làm sao chỉ dạy cho tôi và đồng đạo mình lấy cái giả đi cho lo cho cái thiệt, để nuôi cái thiệt, tức là gì? Đem cái thân tứ đại gia hợp này phụng sự cho cái thiệt, đó là gì? Bắt nó ăn chay, bắt nó cúng lại, bắt nó quy tam bảo tu tập, phải không? Mình bắt nó làm lành, bắt nó chánh ác, à, bắt nó đi làm các công tác từ thiện xã lợi xã hội, đem lại cái phúc lợi cho chúng sanh. Vì lấy cái giả để tạo cái thiệt, đem cái đồng tiền giả tạm này đó là phương tiện làm cái nắc thang, làm tới bệ phóng, chứ không phải mình nói tiền tài là giả tạm rồi mình đem nó mình hủy hoại, đem nó ra đường mình bỏ. Cái thân này giả tạm rồi mình hủy hoại nó, không phải vậy. Mà lấy nó làm phương tiện với đồng đạo à. Cho nên có của cải vật chất càng nhiều càng tốt, không sao. Biết nó để làm phương tiện, chúng ta không lệ thuộc gì nó, thì cái điều này chúng ta càng phát triển. Có vật chất càng nhiều, chúng ta càng phát triển cái đạo tâm, càng làm lợi ích cho chúng sanh càng lớn. Cũng như ngày xưa ông Cấp Cô Độc, Cấp Cô Độc là nhà báo hộ, còn đành lòng bố thí xã thân, chữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Vì chúng ta có thể nói rằng lấy nó làm phương tiện mà chúng ta hiểu được, thì chúng ta không có chấp, không có mắc, mà không có kẹt vào đó, mà chỉ lấy nó làm phương tiện mà thôi. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta để cảnh tỉnh giác ngộ mình, để mình làm sao hiểu được để chúng ta hoài đầu hướng thiện, cho nên được gọi là giác văn hướng thiện. Còn nhiều chỗ lắm quý đồng đạo. Bây giờ mình thêm chỗ nó đi ngang quý gì? Bây giờ chỗ nào Đức Thầy giác văn hướng thiện nữa đâu? Đức Thầy giác văn hướng thiện đây. Luật nhân quả thật là cao diễm, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thắng ngay, cứ bền trí, cứ bền chí có ngày thông thả. Như vậy thì Đức Thầy nói luật nhân quả thật là cao. Cao là sao? Cao muốn nói rằng trong người pháp giới thì cái pháp giới địa ngục là thấp nhất, mà cái pháp giới gọi là pháp giới quả vị Phật là cao nhất, cho nên gọi là cao. Như vậy thì muốn nói là tới cái quả vị Phật cũng nằm trong cái luật nhân quả mà thôi, chứ không phải ngoài luật nhân quả đâu quý đồng đạo à. Đức Phật nhờ cái nhân gì mà được thành Phật? Nhân gì quý đồng đạo? Nhờ nhân từ bi hỷ xả bác ái dị tha mà được thành Phật, phải không? Như cái nhân đó mà được thành Phật, không ngoài. Còn chúng sanh mình là tạo tội lỗi, tạo nhiều cái nghiệp báo thì chúng ta phải đọa lạc trầm luân thôi à. Cũng như cái nhân, cho nên Đức Thầy dạy chỗ này đây, hung dữ ác nhân đó là cái nhân, thì cái quả là sao? Về đâu? Về địa ngục, rõ ràng không? Còn hiền lành là cái nhân tu thì sao? Nhắm mắt về đâu? Thấy đoàn tiên, đó là được giải thoát với đồng đạo. Rõ ràng Đức Thầy phân minh cho mình thấy được. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy Đức Thầy dạy đó là luật nhân quả thật là cao, tức là từ cái quả vị Phật cho đến cái địa ngục cao nhất là quả vị Phật cũng nằm trong cái luật nhân quả mà thôi. Diễn là rộng ra từ hiện tại, quá khứ, vị lai, tức là từ quá khứ, hiện tại, vị lai đều nằm trong cái luật nhân quả hết. Cho nên có nhiều người thắc mắc nói sao giáo lý viên nói là nhân quả, mà tôi thấy đó là cái ông này ông làm ác không à, mà ông vẫn giàu, ông vẫn sống phay phay, có gì đâu, nhưng nhân quả chỗ nào đâu? Xin thưa quý đồng đạo, hiện tại đây là làm ác là cái nhân mới gieo, mà ông đang sống phay phay, ông đang hưởng thụ giàu có đây là cái quá khứ của ông đó, đã có tạo cái phước, cho nên hiện tại đang hưởng cái phước của quá khứ. Nhưng mà cái nhân gieo đây là cái nhân làm ác, đây là vị lai sẽ có. Cho nên á, chúng ta có thể khẳng định rằng hãy chúng ta gieo nhân gì thì nhất định phải hưởng cái quả này thôi à. Hành tàn hư thật tự gia chi, quả phước dân do cánh danh thị, thiện ác đáo đồ chung hữu báo, chỉ danh lai tảo giữ lai trì. Nghĩa là việc làm hư thật tự mình hay, quả phước do mình chứ hỏi ai, lành dữ chung quy đều có báo, chẳng qua đến sớm mà phải chạy thôi, đến sớm mai buồn thôi à quý đồng đạo à. Cho nên vậy mà chúng ta phải tin sâu vào cái luật nhân quả của Phật dạy. Nếu nhân toàn thiện thì sao? Quả cũng sẽ do đó mà toàn thiện. Rõ ràng Đức Thầy dạy như vậy. Ở đây Đức Thầy đã chỉ cho mình thấy rằng là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lột tay, tức là suốt cổ kim là từ ngày xưa tới nay, tức là từ cổ chí kim, từ xưa tới nay không lột ai hết. Lưới trời lồng lộng nhưng mà ti thưa, nhưng mà mãi lòng khó lột cái gì à. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất khả lậu, tức là lưới trời
lòng lộng tuy thưa nhưng mà mãi là khó lọt, không thể nào chúng ta vượt qua được cái luật nhân quả. Như vậy thì muốn nói là luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim trong lục phai, đây là giá chân. Vậy ta nên làm gì thắng ngay? Cứ bền chí có ngày thông thả, đây là hướng thiện. Rõ ràng bốn cái câu này, hai câu đầu đó là giác văn, hai cái câu sau đó là hướng thiện. Vì giác văn hướng thiện là tin sâu về luật nhân quả để chúng ta tránh ác hành thiện, thì gọi là giác văn hướng thiện, tránh tà phân minh. Trong toàn bộ nội hàm giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, giáo lý của Đức Thầy đều phân định cho mình thấy rõ được đâu tránh đâu tà một cách rõ ràng như ban ngày với đồng đạo. Tôi nói đó, nếu mà tôi và quý đồng đạo mình đó không nhờ có cái cuốn sấm giảng khi dân giáo lý Đức Thầy đó, thì đến giờ phút này tôi và quý vị mình mù mờ vô cùng. Mình không biết đâu đúng đâu sai, không biết đâu tránh đâu tà đâu, mà nhờ cái giáo lý Đức Thầy mà chúng ta mới thẩm định được cái giá trị của giáo lý Đức Thầy, mà chúng ta mới biết được đâu là đúng đâu sai, là nhờ có giáo lý Đức Thầy. Chứ nếu không có giáo lý Đức Thầy là mình không bao giờ biết được đâu quý đồng đạo à. Như vậy thì hôm nay phải nói may mắn vô cùng, nhờ có giáo lý này mà chúng ta mới thẩm định được à, đó là đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là giọng, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là quấy, là nhờ có giáo lý này rồi. Như vậy thì muốn nói là chánh tà phân minh Đức Thầy phân ra cho mình rất là cụ thể đây. Bây giờ phân minh chánh tà chúng tôi cũng sơ lược hơn nha. Bây giờ phân minh chánh tà như thế nào? Thưa quý đồng đạo, hôm nay chúng ta có được cái xác thân này, có được cuộc sống như ngày hôm nay, thì mình có được thân là nhờ đâu quý đồng đạo? Có phải là nhờ ơn tổ tiên ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục không? Như vậy thì hôm nay chúng ta có được xác thân là nhờ ơn tổ tiên ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Như thì hôm nay chúng ta là người hiểu được qua cái công ơn đó, mình đền đáp công ơn của ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục, hết lòng để lo phụng dưỡng báo hiếu, hết lòng để mà đền đáp cái công ơn đó, thì đó là chúng ta làm chánh. Còn mình quên đi cái ơn nghĩa ông bà cha mẹ tổ tiên sanh thành dưỡng dục, mình không nhớ công ơn đó thì sao? Đó là tà thôi quý đồng đạo à. Dễ dàng thôi không quý vị? Như biết báo đáp công ơn cha mẹ đó là chánh, mà quên đi công ơn ông bà cha mẹ đó là tà. Rồi, như vậy qua cái việc đền ơn tổ tiên ông bà cha mẹ, đây là muốn nói là trong tứ ân mà chúng ta cần phải có, cần phải đền đáp. Mà Đức Thầy nói là nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Như vậy thì chúng ta muốn tiến quá, muốn giải thoát mà chúng ta không làm trọn cái đạo tứ ân thì không thể nào thành công được. Cho nên vì vậy mà chánh tà Đức Thầy phân minh rất rõ ràng. Rồi bây giờ ăn đất nước hôm nay chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay, mình có được cái hội trường ngồi đây mà để mình dự thuyết giảng, được có máy lạnh, được có đèn, được có quạt gió vân vân, thì đây phải nói là muốn nói là hôm nay chúng ta có được cái sự thái bình, muốn có được cái sự hòa bình an lạc như ngày hôm nay là nhờ ơn đất nước, nhờ công ơn của biết bao nhiêu bậc tiền nhân ông cha của ta đã hy sinh. Mà hôm nay là chính cái ngày hôm nay là ngày gì quý vị? Có ai nhớ không? Ngày mùng 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Mà đặc biệt hôm nay ban tổ chức cái buổi thuyết giảng, đây cũng là hưởng ứng cái ngày giỗ tổ Hùng Vương, mừng cái ngày giỗ tổ Hùng Vương. Phải không? Dù ai mua bán gần xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Phải không? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Dù ai mua bán gần xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Rõ ràng chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta cũng nhằm hưởng ứng cái ngày giỗ tổ này đây. Nhớ ơn đất nước thì chúng ta muốn được có sự an lạc, hạnh phúc, độc lập như ngày hôm nay là chúng ta nhờ các bậc tiền nhân chúng ta đã hy sinh đây. Ông cha mình đã phí biết bao nhiêu là xương trắng máu đào để mà điểm tô cho cái nền gấm dốc, cái hình công chữ S được cái màu xanh như ngày hôm nay đây. Cho nên Đức Thầy chỉ biết là máu đào xương trắng phơ đầy nội, quyết đổi tự do mới thổ tình. Thì bổn phận là người công dân trong đất nước thì chúng ta phải đền ơn đất nước như thế nào? Đức Thầy dạy ráng năng đỡ xứ sở quê lúc nghi nghèo và làm cho được trở nên cường thạnh, ráng cố cấp nước nhà khi bị kẻ ngoại thống trị, bờ cõi thực vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Nhưng mà phải tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở như phải tùy tài tùy sức mới được. Và đặc biệt một điều Đức Thầy nói nè, đừng làm việc gì sơ sức đến nỗi phải làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước, đó là ta đền ơn đất nước. Như vậy thì mình phải có bổn phận để mà bảo vệ đất nước, đó là chánh. Mà chúng ta không biết nguồn gốc, không biết công ơn của tiền nhân mình để mà
chúng ta dày đạp lên cái đất nước quê hương mình, đó là tà. Gọi là bán chống buôn nội, đó là tà. Hiểu không nào? Như vậy thì hôm nay tiếp theo qua cái phần thứ ba trong cái thứ ăn đó là gì? Ân tam bảo. Hôm nay chúng ta biết được chánh tà chân vọng thiện ác đúng sai phải quấy, đó là nhờ ân tam bảo. Phật pháp tăng khai mở trí óc cho mình đây. Mà Đức Thầy dạy rất là rõ trong ân tam bảo, con người cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phật pháp tăng khai mở trí óc cho sáng suốt. Khai mở trí óc cho sáng suốt phải không? Phật là đấng toàn thiện toàn mỹ bất cái vô cùng nè. Như vậy thì hôm nay chúng ta nhờ Phật pháp tăng, mà hôm nay muốn đền ơn tam bảo thì phải làm sao? Muốn đền ơn tam bảo thì tôi và quý vị mình muốn đền ơn thầy thì mình phải gắng cố gắng tu, gắng cố gắng học giáo lý, gắng cố gắng hành theo giáo lý Đức Thầy. Và mục đích là làm sao để đem giáo lý này đến với mọi người, làm sao để mọi người hiểu được giáo lý để giác ngộ tu tập. Bởi vì cái bổ nguyện Đức Thầy sao? Bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Cái bổ nguyện Đức Thầy đó là gì? Đó là thân ta dầu lắm đoạn trường cũng làm cho vẹn chữ thương nhân loài, thân ta dường thể như lương cứu dân chẳng nệ nắng sương lắm đầu, hay là muốn cứu thế xá chi bùng trịnh, thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến trung thân, nếu thế gian còn chốn mê tăng thì sao? Thì ta chẳng ăn vô cực lạc. Và rất là cảm ơn cái tràng pháo tay của toàn thể quý đồng đạo. Như vậy thì Đức Thầy cái bổ nguyện của Ngài là chúng sanh còn khổ thì sao? Nếu Ngài giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Như vậy thì mình mê, mình còn nhiễm, mình còn tham đắm ở đây, mình có thương Thầy không? Mình có thương Phật không? Nếu thương Thầy, thương Phật thì chúng ta phải làm sao? Cố gắng tu tập để chúng ta được giải thoát, đó là đền ơn Thầy. Đồng thời đem giáo lý của Ngài để truyền bá. Cho nên hôm nay ban tổ chức ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Thọ tổ chức chương trình thuyết giảng giáo lý, đây là nhằm mục đích là gì? Cũng là đền ơn tam bảo, cũng là thương Thầy đấy. Mà đồng đạo chúng ta hôm nay trở về đây cũng nhằm mục đích là đền ơn tam bảo, cũng là thương Thầy đấy. Bởi vì Đức Thầy chỉ biết là cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Hôm nay đồng đạo chúng ta trở về đây đó là gì? Mình hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành đó quý đồng đạo à. Ban tổ chức và đồng thời đồng đạo chúng ta hôm nay có mặt đây là mình hiệp cùng nhau đây. Nếu mà không có ban tổ chức chương trình giảng, không có quý đồng đạo trở về đây, tôi và giáo lý viên có đứng đây, giáo lý viên Phan Chí Tâm có đứng đây để mà truyền bá kinh lành được không? Xin thưa không. Cho nên hôm nay mà được truyền bá kinh lành là nhờ quý vị chúng ta hôm nay trở về đây đây. Và nhờ ban tổ chức như vậy, kính mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt trong cái hành trình này. Cảm ơn quý vị. Như vậy thì hôm nay đền ơn tam bảo thì chúng ta phải làm sao? Phải thực hiện và cố gắng tu tập, cố gắng giác ngộ rồi đem giáo lý truyền bá. Rồi ngoài cái việc chúng ta đền ơn tam bảo, còn cái ơn cuối cùng đó là đồng bào và nhân loại. Hôm nay chúng ta có được cuộc sống này, vừa mở mắt chào đời là mình đã thọ ơn rồi, phải không quý vị? Thọ ơn rất là nhiều những cái người ở xung quanh, và đồng thời trong cuộc sống này chúng ta thọ ơn rất là nhiều từ cái ăn, cái ở, cái mặc, cái ăn đều phải nhờ đồng bào và nhân loại, chứ không phải là mình nên mình mà mình sống được với đồng đạo à. Ví dụ chúng tôi nói đi, mình có thể mình sản xuất ở đây thì có thể mình trồng lúa, mình có thể có lương thực mình dùng, có thể mình trồng rau củ quả mình ăn nhưng mà mình có thể chế ra được cái tấm vải này để mình mặc không, hay là mình nhờ người khác, phải không quý vị? Thì đây cũng là cái ơn. Rồi bây giờ thay vì mình muốn là có được cái chiếc xe để mình đi làm đạo, mình có chế ra được chiếc xe không? Tại mình nhờ nhân loại người ta chế ra, các nước ta chế ra, phải không quý vị? Thì đó là chúng ta đã thọ ơn rồi. Rất là nhiều quý đồng đạo à, không thể nói hết được. Như vậy thì hôm nay mình phải biết cái ơn để mà chúng ta đền ơn. Mà muốn đền ơn đồng bào thì sao? Đền ơn đồng bào thì chúng ta thấy rằng Đức Thầy dạy rất là rõ là sao? Mình phải làm sao thể hiện trong cái tình đồng bào tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy gần khác giống như chung một vàng, phải không? Bắc Nam một giải sang hà, mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi, cho nên đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống là hồng thân cổ, đó là cái đồng bào của mình. Mình phải thương yêu, cho nên vì vậy mà quý vị biết rằng đó, mỗi lần mà bão ở miền Trung mà qua rồi thì sao? Miền Nam của mình tiếp lương thực ra ngoài là thể hiện cái tình đồng bào đó quý đồng đạo à.
Như vậy thì ở đây muốn nói rằng ta ngoài việc đồng bào chúng ta còn có tình nhân loại, vì vậy mà chúng ta cần phải đền đáp đó là gì? Chúng ta không nên vì cái lợi ích cá nhân, vì cái lợi ích của là quốc gia mình mà là gây tổn hại đến cái quốc gia khác. Cho nên cái vấn đề mà đền ơn đồng bào và nhân loại thì đây là một cái điều mà cần thiết để chúng ta thể hiện trên cái tinh thần mà qua cái lời dạy của Đức Phật đó là gì? Đức Thầy dạy làm sao? Biết làm sao gieo đạo gốc đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc, hay là đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng, tức là cả năm châu thế giới này, chứ không phải riêng gì đất nước Việt Nam mình đâu. Cho nên cái mục đích của Đức Thầy là thể hiện qua cái tinh thần để giác ngộ, mà mình hôm nay là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng thể hiện qua tinh thần đó để mà chúng ta thể hiện đền ơn đồng bào nhân loại, thì nói không hết được cái đồng đạo. Xin thưa quý vị, như vậy thì Đức Thầy dạy đó là giác văn hướng thiện. Vì giác văn hướng thiện chấn tà văn minh, chúng ta đền trả được tứ đại trong ăn, đó là chúng ta tránh, mà không đền trả được tứ đại trong ăn, đó là tà. Và đồng thời bên cạnh đó, ngoài cái đền trả tứ đại trong ăn, Đức Thầy dạy chúng ta rất nhiều cái pháp tu để chúng ta nhận định được chánh tà, mà đặc biệt đó là bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo thì hãy có chánh kiến thì có tà kiến, hãy có chánh tư duy thì có tà tư duy, dài dài đến cuối cùng hãy có chánh định thì có tà định. Mà tà định đó Đức Thầy dạy sao? Con người thường nay có những ý định làm cho mình gì? Được sáng thêm lên, được giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên. Đây gọi là tà định quý vị. Những ý định đó, Đức Thầy dạy những ý định ấy hoàn toàn nhỏ nhen thấp thổi. Con người cho rằng đó mình có những ý định làm cho mình được sáng thêm lên là gì? Tại sao được sáng thêm lên Thầy không cho? Ủa sáng là tốt chứ. Xin thưa sáng ở đây là sáng cái gì? Không phải sáng gì chân lý, không phải sáng gì giác ngộ, mà sáng cái gì? Sáng gì cái danh, tức là cho mình lúc nào cũng hơn người, hiểu biết hơn người, trí thức hơn người, lúc nào mình cũng là cho mình là hay hơn người. Cho nên cái sáng này là thuộc về cầu danh, mà cái giàu thêm lên là gì? Đây là cầu lợi. Mà cái sung sướng thêm lên đây là hưởng thụ, đây là muốn nói là danh lợi tình. Ba cái này đây, nó là thuộc về, Đức Thầy dạy đó là thuộc về cái phần tà đúng không? Cho nên vì vậy mà Đức Thầy dạy đó là con người thường hay có những cái định làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên, đó là cái ý định tà. Cho nên những ý định nó hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi, người ta không chịu hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay về mai khác, thân thế lạc luân của cả gia tài cho đám phù văn trước gió, nước bọt bay bèo, những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được là cái cuộc đời người này rồi đến người khác rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Như vậy thì muốn nói rằng đây là Đức Thầy đã chỉ cho mình thấy được rằng chạy theo những cái tà đó cuối cùng không có tồn tại gì hết. Cuối cùng rồi thì chúng ta cũng là sao? Cũng đi theo cái vô thường định lực đó, rồi sanh già bệnh chết, rồi cuối cùng chúng ta cũng đi vào con đường luân hồi, đó là sanh lên chết xuống sanh lên trong cái dòng lục đạo này mà thôi. Cho nên vì vậy Đức Thầy dạy người ta không chịu hiểu rằng là ngoài cái cảnh ấy, con người sẽ hết buồn nè, hết khổ nè, hết quả báo luân hồi nè, là có cái cảnh, có chỗ là cái chỗ ấy đó. Đức Thầy dạy đó là nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ thì thấy rằng ở cảnh con người sẽ hết gì, hết quả báo luân hồi đó. Tức là trong cái đoạn này Đức Thầy chỉ cho chúng ta thấy được rằng đó là hãy con người sống theo tà định thì sanh tử luân hồi, mà chúng ta vượt ra tà định, chúng ta có được cái nhìn nhận bằng cái sự thấu đáo từ cái chân tâm của mình, từ cái sự giác ngộ tu tập của mình, thấy được cõi thế gian này nó là giả tạm, mọi thứ thế gian này nó đều là vô thường chuyển hóa, để chúng ta buông bỏ, thì đó là chúng ta trở về cái con đường chánh. Mà chính điều này Thái tử Siddhartha khi xưa Ngài đã nhận định rất là rõ ràng. Ngài sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, mà Ngài lại từ bỏ. Đó là mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước với liền, là bởi vì Ngài thấy được trong cái phần chánh định, Ngài đã nhận định rõ ràng được cái chỗ này. Tức là con người dù cho chúng ta có địa vị, dù cho có vợ đẹp con ngoan thì nó cuối cùng cũng là phải bỏ thôi, cuối cùng rồi cũng phải đi vào con đường sinh già bệnh chết. Cho nên Ngài mới tìm ra cái lối thoát, đó là đưa ra con đường để giác ngộ giáo dục chúng sanh, và hôm nay mình được thừa hưởng này qua cái bát chánh đạo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa Ngài đã lên non tiết để mà rèn ra, đó là thiền lâm Phật Thích Thở xưa kia, non tiết rèn ra bát chánh kia để phân định cho mình chánh tà thông minh, để chúng ta thấy được rõ ràng, thì nói không hết được. Thưa quý đồng đạo, giờ đây tiếp theo, bây giờ tiếp theo cái câu thứ ba đó là gì? Rèn lòng giữ dạ xác định, đừng phai đừng lợt thân mình thánh tơ. Rèn lòng là giữ gì?
Rèn lòng tức là muốn nói cho mau đó là gì? Rèn lòng tức là rèn tâm. Mà rèn tâm ở đây là gì? Là tu tâm đó quý đồng đạo à. Nói cho mau đó là rèn lòng tức là tu tâm à. Để chi? Nhờ có giác ngộ, nhờ có tu tâm mà chúng ta mới chuyển hóa được, mới giải thoát được. Bởi vì sao? Trong nhà Phật, cái tâm đó là cái điều cốt lõi quan trọng làm gốc. Nếu con người không biết tu tâm thì không thể nào thành đạo giải thoát được. Cho nên Đức Thầy cho biết là địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm mấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy thì thành tiên hay là bị đọa cũng là do đâu? Cái tâm mà ra. Cho nên ngài Trần Đoàn Tiên Sinh ngài nói đó, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tạo nguyệt tà, quy mau tùng hủ đất, tố Phật giả do tha. Nghĩa là ba chấm như vì sao, móc ngang tợ như cánh chân tà, đọ xa hai thành Phật cũng do tâm ấy mà ra. Như vậy thì muốn nói rằng con đường giác ngộ cứu cánh không gì hơn là phải làm sao? Phải trao sửa thân tâm của mình. Vì vậy mà Đức Thầy ngài chỉ dạy mình trong cái việc tu tâm như thế nào, trao sửa cái tâm mình như thế nào. Xin thưa quý đồng đạo, Đức Thầy dạy rất là nhiều chỗ để chúng ta tu tập cái tâm của mình. Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Tức là quay về cõi phúc là gì? Quay trở về ông Phật tâm vốn có của mình à. Như vậy thì quay trở về ông Phật tâm vốn có của mình là ở đâu? Xin thưa quý đồng đạo, ông Phật tâm vốn có của mình chính là ngay nơi đây. Không có tìm đi đâu xa, không có tìm đâu bên ngoài, mà chính ngay cái bản thân con người mình đây, có ông Phật đây. Chỗ tâm thần tỏ vị nơi thân, ông Phật không tỏ nơi thân này đây. Muốn cho nên thì phải suy sớm chuyên khẩn, lòng chí nguyện sở cầu Phật thánh. Như vậy thì mình muốn được ông Phật tâm của mình lộ ra thì phải làm sao? Hàng ngày phải quán chiếu, phải tư duy, phải soi gọi là chính mình thì ông Phật mình mới lộ ra được. Mà ngặt con cái mình không quán chiếu hàng ngày sao? Mình đem những cái bên ngoài vô, nó phủ mất đi ông Phật tâm của mình rồi. Sáu cửa của mình cứ mở, mình cứ tiếp xúc vô, đó là gì? Sáu cái cửa sông của mình đó, mình đưa vô đó là gì? Nào là nước ô nhiễm, nào là nước bẩn, nó vô cái biển tâm của mình. Vì vậy mà sao? Nó làm cho biển tâm của mình nó đục, nó không có lắng được, nó không có trong được. Như vậy chúng ta đóng sáu cái cửa sông này lại thì cái biển tâm của mình nó sẽ lặng à. Do vì vậy mà Đức Thầy cho biết sao? Định tâm thần như mặt nước hồ, suy với nghĩ, nghĩ suy đường lối. Muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Đó là chúng ta đóng cửa tâm rồi đó quý vị. Nhớ niệm Phật là đóng cửa tâm, mà quên niệm Phật là mở cửa ra tiếp đón bên ngoài. Mà tiếp đón thì sao? Bị ô nhiễm. Cho nên vì vậy mà cái tâm chúng ta sao à, nó ô nhiễm, do đó mà tâm chúng ta nó bất an, nó khổ đau, nó phiền não. Do vì vậy mà hôm nay muốn làm sao chấm dứt được cái tâm bất an phiền não này thì hàng ngày tôi và quý vị mình phải làm sao? Cố gắng quán chiếu lại cái con người của mình. Hàng ngày chúng ta phải làm sao? Đức Thầy dạy là sự đầu tiên của người hành đạo làm gì? Là cốt sửa như tư tưởng, tìm cách đánh đổi như tư tưởng xấu xa, đem thay vào tư tưởng ôn hòa đạo đức. Phải không quý vị? Như vậy đó là chúng ta đánh đổ tư tưởng xấu xa, là lật đổ, không cho nó chế ngự. Từ nào giờ cái tư tưởng xấu xa nó làm vua đây nè, nó quản thúc mình nè, nó sai khiến mình nè, nó bắt buộc mình nè. Hôm nay mình đánh đổ lật nó xuống, đem cái tư tưởng chân chánh đưa vô chế ngự thì sao? Cái tư tưởng tà dại nó không có cơ hội để nó ngóc lên, nó không có cơ hội để mà nó quản lý mình. Vì vậy mà chúng ta mới làm chủ được tâm, mà làm chủ được tâm thì giải thoát. Cho nên trong nhà Phật cho biết là tam giới chi chung dĩ tâm như chủ, năng quán tăng tâm giả tức cánh giải thoát, mà bất năng quán tâm giả thì tắc cánh trầm luân. Nghĩa là trong tam giới lấy tâm làm chủ, người quan sát được tâm, làm chủ được tâm tức là giải thoát, mà không quan sát được tâm, không làm chủ được tâm thì tất là phải bị trầm luân. Vì vậy thì hôm nay Đức Thầy cho biết là rèn lòng đó là tu tâm, mà giữ dạ sắc đinh là tức là giữ cái dạ mình cứng như sắt và chắc như đinh. Quý vị biết rằng cái từ sắc đinh ở đây là gì? Sắc thường người ta dùng là kỷ luật sắt nè, bình đồng da sắt nè, bền gan sắt đá nè, là chỉ cho cái ý chí kiên cường mạnh mẽ bất khuất, không bao giờ thay đổi, một lòng à, không bao giờ nao núng với bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ là cái khó khăn, cái trở ngại nào chúng ta cũng đều vượt qua được, thì đó gọi là sắc. Mà đinh là cái loại gì? Tức là cái loại là đầu bằng đầu nhọn để người ta dùng cái lực ma sát để làm cho nó kết dính với nhau. Thì muốn nói là gì?
tức là cứng như sắt, chắc như đinh. Thường ta nói là cái lời nói như đinh đóng cột. Như vậy thì muốn nói rằng cái sự giác ngộ tu tập của tôi và đồng đạo mình phải làm sao mình rèn cái lòng mình một lòng tu tập không bao giờ thay đổi, dù gặp hoàn cảnh như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng chẳng là kiên định ý chí. Đó là mình là người tín đồ Phật giáo Hảo, là đệ tử Đức Thầy, thì sống thân ra phận ra ngoài, một đời một đạo tính là trung thân, để chúng ta tu tập hoàn mãn thì gọi là rèn lòng giữ dạ sát kinh. Đừng khoai đừng lợt, mà đừng khoai là đừng có bay, đừng lợt là đừng có nhợt. Đừng khoai đừng lợt là tức là chúng ta chẳng giữ vững một lòng tu tập, tức là từ khi phát tâm tu cho đến ngày chung cuộc, chúng ta không bao giờ thay đổi cái ý chí giải thoát, cái tinh thần giác ngộ của mình. Đó là chúng ta phải làm sao giữ vững cái tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi, mà Đức Phật nhờ tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi mà ngài thành tựu. Đó là chữ đại hùng, đại lực, từ bi, vậy mới trang quân tử Nam Di thăng dốc dạng hai câu ngài thảo. Như vậy chúng ta phải khẳng định ý chí mạnh mẽ trong cái quá trình tu tập của mình, thì nó mới không khoai không lợt. Thì sao? Thân mình thảnh thờ, đó là chúng ta được an lạc, được giải thoát. Đó là thảnh thờ, là văn du võ trụ thanh nhàn xếp bao, đó là thảnh thờ đó quý đạo. Xin thưa quý vị, thì đúng như là chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị đúng một tiếng đồng hồ. Thì cấp nãy tôi lên cũng là 8:30 mấy phút, là 33 phút. Thì xin thưa quý vị, qua bốn cái câu giảng này, tôi nghĩ rằng là tôi và quý vị mình thực hiện tu tập trì hành, chúng ta sẽ thành tựu trong một đời này, chúng ta sẽ được giải thoát. Như thì qua bốn câu giảng này, câu thứ nhất Đức Thầy dạy chúng ta đó là gì? Tĩnh tâm mượn lấy thi ca. Đây là nói lên cái sứ mạng ra đời của Đức Thầy, nói lên cái bổ nguyện độ đời của Đức Thầy. Mà tĩnh tâm mượn lấy thi ca, giác văn hướng thiện chánh tà phân minh, đây là gì? Nói lên công năng của giáo lý của Đức Thầy. Như vậy cái câu đầu là nói lên cái sứ mạng, nói lên cái bổ nguyện Đức Thầy để độ chúng sanh. Và câu thứ hai đó là nói lên cái công năng giáo lý mà Đức Thầy đã giáo qua chúng sanh, cái công năng nó giúp cho chúng ta là giác văn, giúp cho mình hướng thiện. Cái câu thứ ba đó là cái nhiệm vụ của tôi và toàn thể quý vị, nhiệm vụ của chúng sanh, nhiệm vụ của tín đồ đó là gì? Đó là rèn lòng giữ dạ sát kinh, đừng phai đừng lợt. Đó là cái nhiệm vụ của tôi và quý vị mình. À, phải làm sao rèn lòng giữ dạ sát kinh, phải làm sao đừng phai đừng lợt, thì cái kết quả, cái quả chứng, cái kết quả đó là thân mình thảnh thờ, đó là cái quả an vui, cái quả giải thoát. Thì xin thưa quý đồng đạo, thì đạo pháp thì vô biên mà sức người thì có hạn, chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, nói hoài không có hết quý đồng đạo. Có thể nói giáo lý Đức Thầy là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Thì tùy theo cái thời gian mà ban tổ chức sắp xếp, thì qua cái sự trình bày của tôi trong bốn cái câu giảng này, đến đây xin được khép lại. Thì trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng kính chúc toàn thể quý đồng đạo cũng như ban tổ chức cũng như toàn thể quý vị chúng ta hôm nay thì có mặt trong diễn đàn này, tôi và quý vị làm sao cố gắng để trì hành qua bốn câu giảng này, để chúng ta được thành tựu như lời trong nhà Phật chỉ dạy, trong kinh Phật chỉ dạy, đó là tam thiên tứ bổ ti đa, hưởng tặng quờ nguy sinh diệt, tứ cú kinh văn thi thiểu, ngộ chi phương chứng bồ đề. Nghĩa là giàu dư của cải cõi tam thiên, hưởng tặng tử sanh sẽ đến liền, giảng kệ bốn câu tuy thế ít nhưng mà ngộ rồi chứng đạo đáo tây thiên. Kính chúc quý vị chúng ta thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.